Tụi em sẽ like trong cái phòng gọi là phòng VIP của tụi em nha. Đó. Đó, gì chất giống đây, giống là đại gia ha. Bà hoàng gì đó. Rồi đi có hai đại tử đi theo luôn. Em nói có bác sĩ trời chích tổng á. Ừ. Vô chích. Ê. Đó, con Ngọc Quỳnh nè. Ủa sao? Dạ con cầu. Ở này. Này chức bán cái số lại hả? Trời ơi, con thấy gì chứ có ngày này con mừng ghê luôn á. Cái nghiệp của gì chức đã tới rồi. Kể không? Cuối cùng Quỳnh nó cũng quay xe chắc gì chắc lui cung đi khỏi bán không? Chắc lui cung đâu có ai mua đâu. Mua đâu nói như cầm tiêu cô mua ở ngoài chứ chào chăng con Tuấn Nguyễn là Tuấn Nguyễn nó là con heo lông nhiều lắm. Đâu ai bán? Ờ chứ bán vé máy bay đi. Đâu ai mua cái bán này không có ai mua. Đâu ai mua đâu đúng rồi. Giờ ai mua vé số nữa. Thì trước gì chứ bán chinh thôi là cái lẹ nhất rồi. Bán xì ke chắc ăn. Ồ bán xì ke luôn hả? Ê chức đây đông người quá ê chức. Ờ. Qua Mỹ số đi. Ê lát lên chỉnh lên like là không có rau bán vé số nha. Giờ trên bây giờ trên like là cấm rau bán vé số rồi đó. Đúng rồi, trên đó ta bán vé giò. Ờ bán vé giò không à chứ không có bán vé số nữa. Giờ qua 4 buổi rồi. Thằng nào lên like hôm qua nói ta chết cũng không thể bầu. Giờ nói là em đem bầu lại nhà thì chết. Mẹ nó có tuổi trên lan quyền quá trời à. Nghĩ sao mà nói ta chết có cây bông nhà ta một vườn bông này nè. Rồi lên bên lầu hai này chứ. Trời ơi ta đẹp lắm. Quan tài thảo phước. Trời ơi ta nói vậy cho quẹo đây quẹo đây quẹo đây. Rồi đi. Ê đi rồi. Ở đâu. Xạo quá. Xạo quá hả. Rồi chuẩn bị nè tự chị chức tự mở cửa ra. Tự mở ra. Trời ơi, uống có phòng này đã quá vậy. Nè, mở cửa ra. Uống này bên con Quỳnh mà. Rồi, đóng quà, đóng quà. Đây con mở, con chị. Trời ơi, cho hai người cùng tôi đây. Trời ơi, đó này là về chức. Bây giờ vui vẻ lắm nha, lát coi đi không có tiền đi, thái độ khác liền nha. Nè. Cái mà có tiền là biết nha. Ờ, lát chửi đi. Thiếu luôn đi, mở 50 này là 70. Cao bán có 8.000 ly à. Ờ 8.000 chai à má. 5 60 60 cặp 6.000. 6.000. Đó, gì cái. Tin đá bằng không? Đó hơi. Con máy của làm không dám đâu. Cái miệng chức quá trời luôn cả nhà. Đụng cái gì? Tôi cầm cái quần, tôi đánh không một kiều nó ra không hai. Tôi mất tiêu cái quần. Trời ơi, rất vui vẻ ôm nha. Ôm cúc nằm 10, em nằm trên, em nằm dưới. Thế là còn chiếc Honda, em bán nhà đi ra, đi vui xuống ngầm cầu. Alo, còn hả? Nó thiếu nhiều. 30 triệu, trả nhiều, trả 300 được không? Bây giờ anh ăn đầu chó không? 5 ngày, à, đúng. Bây giờ ăn thịt chó 1 ngày, cái đầu nhiều. Anh năm lần thôi. Ê ngoài chức làm gọi con hoài chứ. Bấm lộn. Đang điện với chồng Lan tôi nói hết tiền rồi sao đi. Mấy má cái lộn đi quá trời. Trời ơi chức điện con mười mấy cuộc luôn á. Cái gì nữa. Đâu biết bấm. Điện hai ban cái Zalo luôn rồi. Quyện kêu bấm mình nữa, bấm mình mày không. Xui ơi. Giờ kiếm hàng Lâm. Đéo thấy số làm bấm qua cân nào làm ma vi. Làm ma vi. Vi văn sửa. Bấm nó đem đóng sửa qua đưa bà Trân. Mẹ cứ về mất tiêu rồi. Ai trả tiền đóng sửa đó. Tao trả bà trả viên của bà làm ba gian triệu. Vậy. Ở sao? Rồi rồi rồi. Thấy okay. Không lấy chồng tôi hẹn búp đi chơi. Hey. Ê ngủ với búp vô chơi luôn á chị Nhiên. Ờ vô đây luôn. Ờ lâu lâu có gì chứ nè. Hỏi trời ơi cái búp ra đây giao lưu á chị Nhiên luôn. Giao lưu gì chứ luôn. Hẹn với khách Obaganata đi. Obaganata. Obaganata. Khách nam xài. Si. Cảnh bên xài. Si. Anh Bình Nhân anh đi ngủ luôn rồi. Ai là người hẹn chị chức lên đây? Ờ ai nói cho kỳ gì chứ? Anh Bình Dân lên nha, hôm nay có
cái năm mai của anh đó không có đi mê gái nữa rồi. Nó đi câu chắc nó lầm mời gái có ai đợi chưa, sao chưa có ai đợi lắm. Đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ. Ủa, mày đang sạc vậy mà sạc vậy mà gậu nó nổ không? Nổ xong nổ. Trời ghê vậy. Cái này mà nổ là nó dăng tới trước không à? Ừ. Tại vì con chơi là con xác định cái tay này con đi. Thôi đi đừng đi điện thoại nha, con Nguyễn quýnh nó chết. Để điện thoại ra ơi. Mày hay rách về của tao luôn. Để đó bàn giúp tốt thôi trước. Thôi để bàn đi. Ra cho trước lại. Con đang chỉnh Zalo lại giùm gì trước nè. Alo anh Bình Dân lên hai chị nha anh. Hai chị. Lát nó quay không có nói mày bạ nha. Nói mày bạ là xuống like nha. Nó mới đi chơi gái về. Muốn gì lên phường giải quyết. Muốn gì lên phường giải quyết. Còn với bà chân giếng gà lên rồi. Với mấy hố chồng tôi. Vụ án của người ta mà bốn đứa nhiều chuyện. Thôi kể lại vụ án Ngu Ma Dương nè. Vụ án Ngu Ma Dương bà Trinh đứng đầu. Mượn 20 chai trả có 3 triệu. Còn thiếu 13 triệu. Mấy anh chị trên đồng mạng dưới đồng ruộng nhớ nắm bà chân còng bả. Nói nó bố xùi chứ. Chàng chú luôn này. Thôi quay. Nó lèo quá mà khác đi. Lèo trả từ. Ở chú quay nha, chú lên like luôn á. Bây giờ chú lên like. Nè, nãy giờ đã lên đâu. Nãy giờ nói công không, bây giờ nói lại đi. Chị Nhiên đâu rồi chị Nhiên? Đi ăn bún cá đó. À, chị Nhiên đang bún cá nha cả nhà. Rồi vô luôn Lâm ơi. Vô. Dứt. Mà hai người nè. Cặp bún cá lại la lại la. Chưa lại lại chưa lại nè. Vô nè, hai người nè. Cặp bún cá la la lại la có hai người vậy. Lại la gì la la. Rồi chào tất cả các chị nha. Bữa nay là quay trở lại chị Trúc đã ra lại quán Di Xuân. Chị Trúc ra tập mới nha cả nhà. Tập mới bữa nay là đất kể chu Dương tập cuối đó anh chị. Ba chưa hết lấy chai này. Con quỷ này. Trời ơi. Trời ơi, dằn mặt kìa, nước dằn lên máy hết rồi. Hôm xuống xuống like luôn rồi. Nắp ra lâu rồi. Bán tiền tù nữa. Ở đây như gì chứ bị supply hay sao vậy? Hai người còn có một người coi luôn. Chứ bị phong sát rồi. Rồi nay có đi dính phong long gì không? Về nhà có đốt lửa chưa? Đốt kìa, đốt chậu luôn. Đốt hôm nay lấy chậu hôm qua để nướng của anh Tuấn Miệng. Nó bị sặc á, ở quá nướng nhiều quá phải nướng cái đó lên cho nó săn. Cái miệng chức quá trời, cái gì chứ cũng nói được hết á. Anh Tuấn Nguyễn em nói cái clip này nha, anh bị săn ơi, mua hủ qua chiếc chầu em hơ cái đầu anh với bớt đi chứ ơi. Trời đây có công an phường vô coi nè. Đó, chào anh Minh Minh nha, trời ơi. Chào anh Minh Minh nha. Anh Minh Minh là cái anh nãy ngồi đây nè. Trời ơi, dạ. Sao nó tên mình? Ở đây hồi nãy mình đắt giờ gọi là còn ngọng ngọng. Thấy yêu nhau đi, ngày mai nắng tôi lên rồi. Thấy cho vị chức một like. Mày hát bài đi, hát bài Slay Hello đi. Chứ hát bài tặng mọi người trước. Hát bài 60 năm cuộc đời đi. Đúng rồi chứ. Em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? Ê! 60 năm cuộc đời. Rồi 20 năm đầu sao? 20 năm đầu cưng trướng được bao. Em đi bán đi ôm. 20 năm sau em thành gái đi ôm. 20 là ôm. Rồi. Thế là sao cuộc sống là như nhau. Là như nhau. Rồi. Là sao cuộc sống mà buồn như nhau. Rồi mọi người ơi nhấn like vô chút nha. Bữa nay Lâm like vô chút. Đó, trời đã chưa mọi người thấy không? Bữa nay là dì chức quay trở lại con số lô tô đó, thì bữa nay dì chức có quay lòng cầu nha, bán vé số nha anh chị. Lăng lặng mà nghe em kêu con cờ da cờ da con mấy cái đầu da mấy... chăng đưa gió đưa chăng chăng lặng mắt dồi em ơi đưa ai con không hai gù la gù ha ha con không ba vì vương chạy trốn lên núi bị hằng tre đâm là con chỗ nằm cứ sao cứ bảy di tân thì mới nhảy em mời anh nhảy thì vi vương nói không biết thấy hay quá con chỗ bảy nhà cầu có tám con heo
bà dạ. Chức vô ăn cắp một con là con lon, con là tám, con heo là con chú tám. Con chú tám là cái còng ơi, chức đi vô mà. Đúng rồi, còng số tám siết tay gì chức rồi. Còng số tám siết tay em nè. Giờ em chào ba mấy anh chị nha. Sao nói vô vòng live sao không ra? Dạ tại vì chức lấy đi vô tháng 11 rồi. Vì còn như vậy số. Giữ bán đi chứ. Giữ bán đi trước trời mưa trời gió mà cứ giữ đi không sao. Đem nhiều lắm mà. Lỡ mai chúng độc đắc thì sao? Đây con đến mình cho hỏi lâm bùi chúc khỏe. Rồi đó. Thì anh còn hầu nhiên lâm bùi. Chúc sức khỏe. Mãi luôn Thảo Nguyễn nha, chị chúc tôi chuẩn bị đi xa hả chị Lâm Toàn rồi đúng rồi nha. Thành Quốc anh ra đón chị chúc giùm em cái miệng anh quá trời ăn phải vừa với chị chúc nha. Chào Ami Happy, buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, an lành, an lành nha. Đội chị Nhiên rồi, hello anh Kevin nha, ngoan ngoãn nha. Trời ơi. Trời ơi, đó. Kevin vô chút. Ai vô anh đi phim nha. Vui vẻ nha, thương Nhiên nhiều nha. Chồng chị Nhiên á. Chị Nhiên hương anh này mà anh này mới hương chị Nhiên. Chào anh đi, thấy là nói. Mali lấy chồng chà già. Vô, vô. Cô em ra, đừng lấy bà già. Lấy bà già luôn. Hết rồi. Bây giờ hả? Bây giờ chị chức bán số gì? Còn 4 tờ tặng. 4 tờ tặng? Không bán hả? Rồi. Không, 4 tờ nó có tặng đó là 11 ngàn. 11 ngàn hả? Hay quá. Rồi cho em đi, cho em trai Kevin nha. Chờ xíu nha chị Kim Thơ ơi. Còn em 13 tờ chưa tặng. Còn 13 tờ là 130. 13 là số xui nha, đừng có mua chị. Thứ 6 ngày 13 đó, số xui á. Để vô chút giữ luôn đi. Thức đi, đừng có ngủ, ngủ không bán được. Hôm nay thứ 5 rồi. 13 tờ với số 10 ngàn. 4 tờ 11 ngàn. Ở lạnh gì có 20 tờ. Không nghĩ là bạn không luôn. Bữa nay chiếc bán nhiêu tờ? 50. Giỏi. 5 rồi bán 50. 50. 50 tờ giữ chưa? Vậy là nhiều giữ chưa? Ôi, tôi bán không? Nhiều lắm 50. Vì chức có ngày hôm nay con mừng lắm. Chức biết không? Mày đợi đấy. Cái nghiệp Duy Chức bây giờ đã trả mới trả giá rồi. Đấy là Duy Chức có thể review lại cái quá trình mà để hôm nay bán 50 tờ không? Review lại. Có bạn rồi chị Thái Trừng chào Duy Chức Lâm Toàn Nhiên của tối vui vẻ nha. Hello chị dạ. Thái Trừng nha. Anh giỏi nha. Chúc mọi người nha. Rồi Thảo Nguyễn Trần. Ủa còn nhiêu tờ có người lấy hết đó. Rồi mua rồi. 4 tờ là 11 ngàn là. Rồi chị cứ đếm đi. 4 tờ là 44. Rồi dì Thảo Nguyễn chào Kevin nha, anh Kevin chào chị Amy nha. 13 tờ là 130. 174 ngàn. Chào chị Thảo Trừng. Đó còn 110 tổng cộng làm nhiêu tờ anh? 17 tờ cô Minh Xin ơi. 11 tờ á 10 ngàn 4 tờ. Cô Minh Xin ơi, chúc cho cô mạnh dội nha cô Minh Xin. 74 ngàn. Nó 13 là cái gì? 13 tờ là 13 tờ chị. 13 tờ là 10 ngàn á là. Ừ, sao nãy chị nói 11 tờ. 13 là 174 ngàn à. Rồi. Ok. Anh ơi, 17 tờ. Cô Minh Xin nha. Trời ơi, có anh ở bên anh này anh cho chức 10 ngàn đô luôn nè. Trời quá trời luôn. Cho nhiều vậy. Rồi, anh ở bên Pakistan á. Là cái tăng làm những đèn nó lấy không má ý là không anh ý là anh là người Việt mà nó bắt cái tăng thôi cũng lấy đâu được không khổ lắm thì khổ ấy là anh chuyển rồi lấy hết qua lấy rồi cô Bixin lấy hết ơn. Cảm ơn cô Bixin cảm ơn cô Bixin nha cảm ơn chị Kim Tho luôn đi chất cảm ơn chị Kim Tho nha cảm ơn khách xin ca là phải vui vẻ lên 200 người đi là lên chị chức 500 ngàn 200 người chức mới được nhận 200 ngàn 500 ngàn đó còn dưới 200 người là tụi em coi như là sủ nè cô Minh Xin 174 ngày cô Minh Xin đưa chức 500 chẳng luôn cảm ơn cô Minh Xin cảm ơn cô Minh Xin nha nhưng mà cho chức gì chứ phải vui nha chứ không phải cho chức là chức vui hết buổi live đúng không chứ không phải là ngồi buồn nha ngồi buồn là anh thu hồi tiền lại đó đúng rồi ê giữ là đây cũng giữ cho cô mày đưa lại cho khi nào khám bệnh đưa lại cho không nè 500 này của chị Kim Tho tặng gì chức nè chị chức hứa là chức phải vui nha hết like vui hết like rồi hát bài em đi bán cà phê đi rồi quan uống ly cà phê ơi vô ra nắng đi về anh thì đang mưa mà tiếng nắng ơi cà phê đâu ngoài bạn mày anh đi cà phê hay là tối tâm mặt mày vô anh đi uống cà phê anh đi uống cà ra đây xem cờ bao đây kiếm tiền mà đi game đúng rồi tiếp nói chăn già sao anh quyền áo xanh áo đỏ áo hồng anh mê anh ngồi suốt luôn
Không, không. Anh quên tất cả. Anh về để kiếm tiền mà nuôi em. Nghe chứ hát con muốn sản luôn rồi chứ hát gì rất gắn ghép không rồi trời. Chào anh Galaxy nha. Chào chị Mai Lê nha. Toàn ơi hung gì trước 500 cái dùng tu luôn nha Toàn. Trời ơi lên bông đi em hung 500 cái nha anh Thanh Quốc. Thì có người gửi vô bút vô trước 500 cái hung kìa 500 nụ hôn. Đấy là mối tình đầu á. Có đâu quen cha nào mối tình đầu. Đi hát đi Thanh Quốc mối tình đầu nè. Quốc là hát bản gì? Hát cái bài về mối tình đầu sống quá chiến đó. Mối à, sông về đêm. Ê, ê. Em là con chim đại bàng. Hay quá. Ngồi nhìn ba má khóc. Hay quá. Khóc đợi con ăn chơi đua đòi. Hay quá chú ơi. Vô vô. Mày đi xì bo mặt đầu. Hai giây. Hay quá. Sông về đêm. Em đi thằng Tây Việt tiền. Hay quá. Tiếp rồi. Sông về đêm. Em nó ôm được bông chồng đại nha. Rồi em chót xa. Chót xa. Rồi, hết rồi. Rồi cảm ơn chị Kim Thoa lại đi nãy quên. Quên cảm ơn chị Kim Thoa mới được chứ. Cảm ơn chị Kim Thoa. Em hát hay không? Hay tình đến với em bằng khi nắng. Rồi rồi. Giao nhau bằng tiếng nói. Hay quá. Anh là tia nắng trong em. Anh là tia nắng. Tình yêu rực rỡ là tình yêu rực rỡ ép tim mà đó mệt rồi đó. Rồi bây giờ gửi ngàn nụ hôn tới chị Kim Thoa với cô Bi Xin đi. Ngỡ ngàn mẹ, nụ cái hôn không, cái tài phải với làm. Kim Thoa với Kim đi hùng vô cái tài nè gỡ ngàn gỡ ngàn của ai Kim Thoa nè hùng vô mụn tài này trước mẹ đi trước tối mấy nó bấm like sao mà mất like nguyện tiêu quá trời có nói bấm cầu không like mà cũng có à, quá trời chào gì hết chừng nha chào anh đi hết nha lúc gì trước ngồi bên hồ thì kỹ trời mưa bán 50 tờ giấy số trở lại thời xưa rồi đúng rồi nha trời ơi đúng rồi chứ đã về lại cái điểm bắt đầu nha em mừng quá kết em bán không mực rồi ơi ê ra ai kiếm nè anh Lạc Quan TV thôi điểm đi chào đi chào anh Lạc Quan TV đi kìa chào anh Lạc Quan TV bán sữa không đúng rồi hứa con Lạc Quan lui cung rồi chị Mai Lê luôn em chào chị tới trường rồi anh bật chị cho con em vé số không có nha hôm nãy cô bị mua hết rồi chị ơi nghĩ cho chị ơi đừng có nói Mai Lê nha tao chửi chết á sinh nhật nó tặng dặn giả cho tao phải không không chị Mai Lê khác còn anh Mai Cù Lê khác Mai Cù Lê là khác rồi đây rồi ở miền Bắc kìa chị Mai Lê ú à đi chị Mai Lê ú à đi kìa ở làm anh dậu kìa anh quen anh miền Bắc ở đây nè anh dậu ơi chào hết trường toàn hàng ngắn nha chào sức khỏe nha Mai Lê. Nay gì chất vui quá chúc gì chất nhiều sức khỏe tạo tiếng cười cho mọi người dạ đúng rồi chị Thảo Võ dạ. Tiếng cười gì chất rộn rã nha giống như Tết thì bên này giống à mùi Tết đúng không ở chai này của ông hả chai của em à chai gì đâu chai xuống đâu chất đâu ở cái hàng xuống lộn rã gì chất đâu có uống đâu chị trai có gì chất rồi uống lộn chai là có bầu quá nha chai trai có gì chất chai chạy đâu mới nhớ mua hôm qua với lá trầu sang tao nha hôm qua lá trầu hả mai ơi đi qua bên cái búp ăn uống rồi ăn cơm trưa rồi không có đi nè không có Thanh Quốc nói gì chất ơi dậu quen mộng tầm được không gì thấy hai người hợp nhau không trời ơi nó ghét con đó còn thằng cháu nó không kêu nó quen đánh xuống dụng lên dụng luôn á ấy là thương nhau lắm đánh nhau đâu có thôi đâu đánh nhau rồi thương nhau có gì đâu nó kêu hỏi cái hoài trong còn với thằng gà nó thương tu vậy hôm qua là nó đủ luôn mà tội nghiệp nè Lạc Quan TV tội nghiệp chứ coi chứ gì gầm 500 đi giờ còn hiệp con kêu like rồi cầm có tiền nha chịu không 500 tao góp có 2 ngày uống một... nước mà xin đầu tao nói ủa con trả bao giờ mà con cầm nó góp tới được 2 ngày à ủa mượn gì chứ 500 hả qua năm nỉ tao từ đây sắp tới đừng bao giờ cho mượn lấy lại 200 cho nó trời ơi quá trời con cầm cô hồn heo đây thằng lui cung rồi là quen lui cung luôn hoa trầm lui mùa nè đó với đây gần mà đó hai thảo cầm mộng nè đó chị thấy mà chất hơn bành đi bữa đi xe không đồng ơi bữa nào bành đi bữa chắc chứ đi ăn quán cơm không đồng đi hậu đồng mới dứt được không bành đi bữa là bên ấy đó hay lắm á chiên rồi là chích chích với lại hút rồi kia đó chích thương thôi nè vì trước coi cho mượn 500 ngàn đi về anh Lạc Quan mượn gì trước 500 ngàn được không qua đây nè lạc mà bị da cộng kinh nữa hả ông này ông già ông giàu á mượn 500 ngàn qua 500 nè
hứa vui vẻ phải vui vẻ chứ không có làm sai nha. Đúng rồi. Không có dở quẻ nha, lấy tiền đã giờ phải không ngồi giờ con có chịu nha. Giờ tự nhiên đè đầu đè lại là em con chứng con lâm chứng lấy tiền cho bằng được nha. Thôi bây giờ chức lai like, đứng đi đừng ngồi nữa. Ừ. Đứng luôn. Đúng rồi. Mệt không? Có nói gì nói đi. Mệt không có mệt không? Mệt ngủ. Ủa sao lúc lấy tiền có mệt không? Mưa về nhà ngủ đi chức kìa, Mỹ Trần kêu chức mưa quá vậy nhà ngủ mất kìa. Mưa dài dặn đó. Lá kia chức đi phát từ nãy nữa còn không? Xe còn dư chỗ ở trước á. Tao chờ. Được không? Thôi nó chở về. Sao vậy? Được không? Lát ba đứa đi ba gác nè. Thôi má ơi, thương cái quần rách. Được không? Có còn. Đấy là bàn tay hai ngón còn hoạt động không? Bây giờ qua bàn tay gì rồi? Bàn tay nhám vàng. Bàn tay nhám vàng hả? Bàn tay nhân ái đúng không? Ai dễ luôn lỗ thăm nha. Xô giống MCK đi toàn ơi là gì đây? Không? Nói chuyện vui lên chết rồi. Mình vui đi lát có người lên bông nữa. Vui xong vui mày cùng má chứ ta làm gì giờ. Chị Chức phải nói như lúc con quay chứ á. Nói thiên liên, nói cùm lum, nói cà la, múa lô xua đi. Biết múa lửa không? Trời lạnh con múa lửa cho nó ấm đi chứ. Chào con bướm ngàn năm rồi lên lỗ thăm. Chào con bướm ngàn năm lỗ thăm. Thăm Dũng. Bây giờ nữa bài để Lâm ghi lại em nắp đây. Cảm ơn Minh Nắp nha. Kệ gì nè, ca nói là có người lên bông chơi chức năm xị nè. Thì chức qua bên chốc bà bán bún cá chửi lên bông năm xị nè. Sợ sợ. Chào anh Tuấn Nguyễn nha, chào anh Tuấn Nguyễn đi gì chứ. Chào anh Tuấn Nguyễn nha, sức khỏe dồi dào nha, nhớ ma mãi định. Trời ơi. Mãi đến. Mãi đến. Mãi đến. Con cắt lắc bún này. Muốn qua nhóm B là nhóm 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 xe. Bỏ nó rồi. Con nhớ ký ức nhưng mà. Bỏ ta đi chùa ta giục 10 trái tài ta đầu năm bún nó. Đáng dặn ông cọc quê. Đừng cho bài với bậy vô đây nha. Đáng ông cọc quê hỏi sao vậy. Tôi bỏ ta đi chùa. Trời ơi, rồi kim của chức là hết thời rồi. Thời hoàng kim của chức đã qua. Thời này là thời vàng hồn rồi. Về lại chỗ cũ đi gì chức. 50 tờ giấy số ngày mai đang chờ kìa. Lạc quan nên comment online vậy không thấy mặt là ok nè. Chị là Hân Nguyễn. Sức khỏe giờ giàu. Chúc ma mua mai bán đất. Tiền vô như nước nha. Chị Hân Nguyễn của lòng em. Hay quá. Nói hát cho chị nghe đi. Chị dạ, chào nay chắn em lòng anh đây buồn. Vô vô. Biết là sau này không có được em. Vô vô. Hay quá. Thì em chứ đưa câu này tắt thôi à. Cắt hơi là cũng tắt tiền luôn. Cắt hơi là cắt tiền luôn. Em chờ anh Tuân nè. Chị Hân Nguyễn kêu hát hết bản đi. Cười cười chị suy nghĩ có nên lên bông không. Hát luôn. Ê chứ nhớ chị Hân Nguyễn ghê luôn á thầy đó. Tạ phải cái bạn chế á. Bạn chế không? Nhạc chế trong tù đúng không? Đúng rồi. Hát người bạn nè. Bây giờ hát lại bài đó. Đến đây chắc đi mấy khóa rồi. Ý là khóa này chắc lâu quá không nhớ. Trong tù bản sao. Gì gì trong tù hát cái đầu làm sao ở trong tù ngồi nhìn ba má khóc không phải ở trong tù vui lắm em ơi cộng công nuôi thì chết đói ở ngoài đời em sung sướng bao nhiêu giờ đây em còn nhiều ngày phương đó em ơi có nhiều chăng xin em ở bên anh mấy năm qua rồi anh tôi còn nữa bao yêu thương và nhớ bao yêu thương và nhớ anh hiểu chi cho em trời đã không ngờ tao 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 vô càng tay lên nè ấy là vô càng tay cái khúc này ấy nè má nó tưởng bà nén. Rồi chào cô Bi Xin, chào chị Suka nha, chào anh Lâm Bùi nha, chào chị Hà Lan nha, rồi lên Tân Nguyễn nha. Không có đâu lắm. Tới đây, đâu rồi, tới đâu rồi. Châu ok. Goodbye, vô Hà Giang. Quanh đô la ok gì đó. Ê sao chích chửi chích quanh đô la ok. Rồi đó. Rồi anh đó lên rồi chứ. Rồi anh lên rồi kìa. Rồi canh mà ngày nào thì chích cũng nhắc bữa giờ hai ngày đây chích chờ á. Biết ai không? Thôi không nhớ thôi, tưởng chích nhớ nhớ chứ. Thì tôi coi sức khỏe chị được nhiều hạnh phúc nha. Tôi Nguyễn Châu Bi Xin đi theo trường nha, chị Hà Lan nha. Ôi. Rồi chị ơi, chức nhớ chị lắm nãy giờ. Thôi chức làm cho chị vui đi rồi hả? Hát bản gì? Thôi chức nói chuyện đi, thường gì chức hay nói múa lô xua đồ đó.
ý là giờ chị chứ còn hành nghề từ 2 giờ sáng tới 7 giờ sáng chưa? Chưa. Hết nghỉ rồi hả? Nghỉ rồi, chuyện nghề rồi. Thôi lát chị bắt quà lại cho chứ mình chứ không dù gì hết đó. Nói chuyện vui vẻ đi. Sao dù gì mày? Sao vui chỗ nào đâu? Nè, chị Hân Nguyễn nó lên tiếng rồi chứ không làm gì Hân Nguyễn vui lại. Hân Nguyễn ơi, chất hát bản cho nghe nha. Nhớ chất không? Rồi. Nhớ chất ơi. Nè, chất là... Trong 3 tháng vừa qua, anh nằm trong chi hòa nhạc kế ở nhà. Rồi, chứ không dặn em chung đi. Anh ơi, có ngờ đâu, cuộc sống em đua đòi. Vì em quá mê tiền. Vô. Khi tiền làm sang mặt, em buồn, em trách. Thôi anh có hay câu. Vô. Mỗi lần gặp anh là anh trời trôi xa. Sáng khi con đành bà. Trời ơi, quá biết nhả giọng luôn. Trời ơi. Thôi đi ở này vừa chút đi thi rap biệt. Cái này lên luôn nha. Quán luôn nha. Rồi, Dân Nguyễn lên. Đứng lên đi chứ. Lên cho chút đứng lên nè. Đứng lên chứ. Anh năm bà quan đẹp trai dễ thương. Này hơn nguyên chúc chung thầm. Này em yêu ơi. Ô ô ô. Yêu em nhất trên đời. Điểm nè. Ồ. Chị một mình chất thôi. Mẹ đi chút. Khán giả đang ngồi trên thở mệt quá. Đúng rồi. Cho chất thôi nha mọi người. Nè lấy xì tin cho chất uống đi. Thôi. Tao có nước suối nè. Rồi uống xì tin. Uống xì tin nó hết thở. Không. Nó tắt thở luôn. Rồi anh chị không nghĩ ra đọc hùng nha. Em đọc comment nha anh chị nha. Không mà. Chị chất hay tin gì? Trời ơi chị chất hay tin gì chưa? Ông Trung đắc cử tổng thống Mỹ rồi đó. Tài Nguyễn nói nè. Đậu á. Ờ đúng rồi, đậu hoàng rồi đó. Trời ơi, quá. Rồi tôi Nguyễn chào chị đẹp nha. Rồi em chào chị Hương Nguyễn nha. Rồi nhậu đi rồi, tiếp nha. Có à mấy người kia. Ủa ra mai sao trời còn sáng vậy Tân Nguyễn? Có.